Và trong thời gian gần đây thì số tiền quyên góp của nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung vào năm ngoái, năm 2020, với số tiền lên tới là 14 tỷ đồng. Và sau gần 6 tháng thì quyên góp cái số tiền đó, thì cư dân mạng đặt câu hỏi rằng tại sao đã 6 tháng trôi qua thì số tiền mà cộng đồng mạng đóng góp cho Hoài Linh thì vẫn ở trong tài khoản, và nghệ sĩ hài tại sao lại vẫn chưa sử dụng mang cái số tiền này đi ủng hộ cho đồng bào lũ miền Trung, khi mà thời điểm đó thì là những đồng bào đang cần số tiền đó nhất. Và liên tiếp những lùm xùm như là tố cáo những tin nhắn chuyển tiền cho mặt trận Tổ quốc là giả này, và những một số những lý do khác khiến cho Hoài Linh chưa chuyển được tiền, và bắt đầu dư luận mạng quay trở lại với cái những cái câu phát biểu của CEO Nguyễn Phương Hằng ở bên Đại Nam, và họ thấy một phần nào đúng. Và sau một loạt những lùm xùm như vậy, chúng ta hãy xem bà Hằng lại nói gì về Hoài Linh. Hãy xem trong video ngày hôm nay. Và tiếp tục với những màn livestream hết sức huyền thoại, với những con số xem hết sức kỷ lục trên kênh YouTube của CEO Nguyễn Phương Hằng. Mình sẽ lấy video từ kênh Trường Đua Đại Nam, và cái con số đăng ký của kênh này hàng ngày đang tăng lên hàng giờ hàng ngày. Và chúng ta hãy xem bà Hằng nói gì nhá. Ôi trời, tôi mắc nợ rồi quý vị ơi. 100.000, 500.000. Trời ơi, quá trời luôn quý vị ơi. Trời ơi quý vị ơi, quý vị thấy em cảm động không? Đó, cái đây nè, đây là cái mà bên OCB người ta báo cho em nè. Đó, là biết bao nhiêu người chuyển tiền vô mời cà phê em nè quý vị. Trời ơi, em lại mắc nợ rồi. Trời ơi, chết rồi, quá trời. À, bây giờ em tiếp tục với quý vị nha quý vị. Đó, bây giờ đọc tiếp cái này nè quý vị. Nói về cái chuyện Hoài Linh thôi, thì không biết bao nhiêu cái comment mà người ta đã nói, mà nói thật với quý vị là gần như là người ta sụp đổ rất là nhiều. Bây giờ nói thật với quý vị, nói đi nói lại thì Hoài Linh bây giờ chỉ có dãy dụa để chết thôi, chứ không có còn cách nào mà có thể tạo dựng được từ cái uy tín này sau cái vụ mà đồng bóng mà em lỡ em khiều chúng Hoài Linh. Cái Hoài Linh bị câm luôn 2 tháng mấy. Rồi bây giờ đụng tới cái chuyện tiền bạc này, không biết nó nhại hay nó nhột cái gì đó mà Hoài Linh mới bị lôi ra. Vì sao? Trong cái lúc đó em nói là kiểu gì cũng phải truy Hoài Linh ra. Đấy quý vị thấy không? Ra mà có một điều em tiếc là tại sao hôm qua cũng nói chuyện đó đó, mà không phỏng vấn giùm em là tại sao 2 tháng mấy nay, là gần 3 tháng nay Hoài Linh bị câm. Câm bất ngờ luôn, câm và điếc. À, rồi bây giờ đụng tới cái chuyện này Hoài Linh mới ra mà. Hiện nay cái câu chuyện của chúng ta đang rất xôn xao, rất sôi nổi, rất rơm rã với cộng đồng trong và ngoài nước về một tư cách Võ Nguyễn Hoài Linh đã coi như là tạm dùng cái số tiền của cộng đồng xã hội để làm một cái tài khoản riêng cho mình. Tôi nói thật với quý vị nha, nếu như mà Hoài Linh cứ bay về Mỹ rồi thì má ơi mất luôn. Tôi nói một cái giả thuyết cho quý vị. Vì đối với cái người nghèo á, mà họ nghe con số tiền đó thì rất là lớn. Nhưng mà ngay cả ở Mỹ, cái số tiền 500-600 ngàn đô đó là cũng là một sự nghiệp rồi đó quý vị. Cho nên con người gọi là thể hiện qua cái đẳng cấp của mình, cái vai trò của mình, cái thương hiệu của mình ngay thời điểm này. Và tôi không biết tại sao tôi khiều đúng ngay lúc mà hình như nghiệp quật Hoài Linh hay sao đó, mà tụi nó cứ nói tôi là tổ nghiệp sẽ quật tôi, nhưng mà ai quật ai thì không biết nữa đó. Cho nên á, một lần nữa tôi nói thật với quý vị á, tôi tiếc một cái là tôi không có đóng góp vô. Tôi nói đi nói lại thì quý vị thông minh, quý vị sẽ hiểu, nếu tôi có đóng góp vô thì kiểu gì mà Linh không chạy khỏi tôi đâu. Tôi nói thật với quý vị á, tôi có một cái niềm tin, một giấc mơ rất là mãnh liệt, rất là mãnh liệt. Mà giấc mơ của tôi á là ít khi nào sai lắm nha quý vị. Quý vị tin em không quý vị? Quý vị thả tim em đi, chùm đi quý vị. Rất tiếc em không có cái thương vụ, trong cái thương vụ này. Nếu em có trong cái vụ án này thì thôi là linh đình luôn. Thì thôi, cái chuyện này để cho cộng đồng mạng và những người mà trao niềm tin nhiều khi gặt hậu quả đó nha quý vị. Chứ không phải là trao niềm tin mà gặt được hiệu quả đâu nha quý vị.
Đó, sau cái cú này là quý vị á, phải tự cân nhắc với nhau và chúng ta phải có những cái chuẩn mực sau này. Và trong cái vụ này á, thì tôi cũng đề nghị là nhiều cái báo chí lên tiếng, chứ đừng có một hai tờ báo lên tiếng để mà che đậy cho Hoài Linh. Thì thật sự ra cái xã hội này, cái cuộc sống này, cái niềm tin này nó bị mai một rồi, buồn lắm, nó không có công bằng. Nó thật lòng, tại sao phải lên tiếng binh vực che đậy, khuất lấp những cái điều mà cố gắng dĩ dụ khi sự thật được phơi bày trần trụi ra như vậy rồi mà vẫn còn cố gắng níu kéo, vẫn còn dĩ dụ để chứng minh. Chứng minh cái gì bây giờ? Sai thì nó đã sai rồi, đi thì đi quá xa rồi. Ngoài cái chuyện này ra đó, thì sao Hoài Linh không lên chứng coi như là nói cho mọi người, minh chứng cho mọi người biết là Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên có quan hệ với nhau như thế nào và kết nối ra làm sao, có một cái điểm G ra làm sao. Trời ơi, tôi còn nằm mơ thấy hai người đấu kiếm nữa. Thiệt đó quý vị, ở đời này không gì là không thể đâu nha quý vị. Nhiều khi giấc mơ của em cho nó linh lắm đó. Cho nên nó thật với quý vị á, không biết làm sao trời xui đất khiến em trở thành nhiều chuyện. Em không thích nhiều chuyện đâu, mà tại chuyện nó quá nhiều. Cho nên em phải nói ra để sao không? Để chúng ta coi lại tư cách đạo đức về một nghệ sĩ ưu tú, rất là ưu tú, đúng quý vị. Thật đó chứ, nếu mà nói về hài kịch đó là Hoài Linh số 1 đó chứ. Và bây giờ Hoài Linh mà lên diễn không biết là có ai cười nổi hay không, hay là khóc mẹ nó luôn rồi vì mất tiền, có khi vậy, không biết được nữa. Đó, cho nên là bây giờ chúng ta phải coi lại nghệ sĩ. Tôi nói thật với quý vị, tất cả là trong lòng công chúng hết. Nhưng mà khi công chúng đã tẩy chay rồi, khi công chúng đã phủ nhận rồi, thì chỉ còn đi vào lòng đất mà thôi. Cho nên người ta nói hạ cánh phải hạ cho an toàn. Cuộc đời hơn nhau là gì? Khi mình cống hiến hết rồi, mình còn được cái giá trị gì để mang theo, để khi mình chết rồi mình được người ta nhắc đến với sự ngưỡng mộ, tôn trọng, hay là nhắc đến để người ta nguyền rủa mình từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Cho nên đó, tôi nói thật với quý vị á, tôi rất là xin lỗi những cái fan cuồng của ông Võ Hoàng Yên, là của cái fan cuồng của Hoài Linh, vì tôi làm cho thần tượng của mọi người sụp đổ. Cái này không phải tại tôi đâu nha quý vị. Nhiều khi vận hạn nó đến, bị sao đô la nó đè đó quý vị ơi. Hai ông nội này là sao đô la đè, sao đô la đè nặng quá. Cho nên nó nhiều khi là nó mắc hạn đó. Mà hình như là cái điểm quan đồng nó giống giống nhau. Một bên đó thì chùa xây không có tiền. À, thêm cái này nha quý vị, cái này quan trọng nè. Ông Hoàng Yên á, ông mới vừa xong một cái ngôi chùa ở ngoài Sóc Sơn Hà Nội á, thì ổng có xin tiền tôi, thì bây giờ đệ tử ổng đang hoạt động ngoài đó. Nhi lấy cái thông tin cho chị Hai Nhi đó. Bây giờ quý vị thấy không, ổng mọc nó tới ngoài Hà Nội rồi, ổng có một cái ngôi chùa, bây giờ chưa phải là ngôi chùa, bây giờ chỉ là cái chỗ mà phát thuốc thôi, cũng là đào tạo cho học trò của ổng á, để mà đi lừa đảo tiếp đó. Thủ lĩnh đạo đó, thủ lĩnh đó quý vị, tôi nói đâu có sai đâu. Cái này là ổng nói với tôi và ổng có xin tiền tôi, chứ tôi không có đặt chuyện, không có đặt chuyện quý vị đó. Bây giờ đệ tử ổng đi hoạt động ở Sóc Sơn á, à, đi chữa bệnh ở Sóc Sơn, nó cũng bốc thuốc nam thuốc gì đó quý vị. Và có một cái điều nữa, quý vị thấy không, kiểu gì kiểu tôi sẽ gửi một cái công văn đến Tịnh Độ cư sĩ 6 tháng 7 tháng chứ không phải là 1 tháng. Mà nếu như không phanh khui ra thì đến khi nào, chờ linh thì chờ đến khi nào, phải không quý vị? Đó, cho nên cái niềm tin của chúng ta đã bị đánh cắp ngay từ ban đầu rồi. Cho nên bây giờ có nói gì thì nó cũng đâu có giá trị gì nữa. Cho nên tôi nói thật lòng, đã có gan chơi thì phải có gan chịu. Đừng cứ dãy dụa, đừng có lôi cái người này vô để mà chứng minh cho mình, đừng có lôi người khác vô để mà bảo vệ cho mình những cái chân lý cùn đó. Không ai ngu đâu, đừng có cố, đúng không? Càng cố, nghĩa là cố quá thì có khi quá cố luôn. À, Hoài Linh có thấy bao nhiêu người hại Hoài Linh chưa? Cũng vì sao, cũng vì muốn thể hiện cái quân tử của mình mà nhấn đầu Hoài Linh càng lúc càng chìm xuống. Không, nếu mà ngay từ đầu mà ra từ đầu thì đâu đâu có chuyện ngày hôm nay.
Nhưng mà thôi, cũng cảm ơn những sự thật phũ phàng, những cái dối trá, những cái điêu ngoa, những cái lọc lừa, những cái bẩn thỉu được núp lùm từ suốt 30 năm nay, thì có thể tới giờ này nó mới được phơi bày ra, nó được đem ra phơi nắng trần truồng cho tất cả chúng ta nhìn thấy được cái bản chất thật của một cái anh gọi là đẹp trai, rất là đẹp trai đó. Cho nên tôi đâu có ngại gì đâu, thấy không? Cả cái xã hội này, cả cái cộng đồng này nhận ra rồi, đâu phải mình tôi đâu, phải không? Cho nên á, còn nghe nói thư kiện tôi sao tới hôm nay tôi chưa thấy ai mời tôi hết, cao quý quá hay là trác tán trụy lạc quá, có cần tôi chứng minh không? Tôi chứng minh luôn cho mà nghe, tôi có luôn bằng chứng luôn cho mà biết đó. Cao quý quá, mà đằng sau cái cao quý đó là một sự trụy lạc đốn mạc. Nhảy đồng nhảy bóng, réo ma réo hồn, kêu ma gọi hồn bắt bóng, tổ chức bày đàn, thác loạn trác tán, đủ các kiểu hết. Chơi nhiều style quá, không ai chơi kịp đó. Cao quý quá, thương hiệu nghệ sĩ ưu tiếu cao quý quá, rồi nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân, trời ơi nó bị ổi quá luôn. Rồi lên binh vực ra lên diễn khóc lóc giống như là ta đi oan gia lắm, oan gia thị màu lắm. Mày chửi cộng đồng, chửi dân chúng, chửi người nuôi mình như điên mà lên khóc diễn, trời đất ơi trân tráo quá. Đó là thần điêu đại biệt, tôi nói cái tên đâu có đúng đâu, đừng có diễn nữa, diễn dở như hạch. Nó phải khen cái diễn dở như hạch mà diễn hoài cho nó hạ màn đi, diễn mấy chục năm rồi hạ màn đi, đủ rồi, trong chúng người ta ngán ngẩm lắm rồi, hạ màn đi, đừng có diễn nữa, đừng có dãy dụa nữa, mai ra còn một chút danh dự cho sau này, càng diễn càng dở, càng diễn càng dở, càng cố thì càng tồi bại. Mà quý vị biết không, em nói thật với quý vị nha, có một cái khốn nạn nhất là cái thằng nhà báo đó, nó nói nó hốt em, nó sẽ chơi em luôn một lần, rồi em nghe em sợ quá. Mà khi cái niềm tin của tôi, cái sự kiêu hãnh của tôi bị chà đạp, bị xúc phạm thì buộc tôi phải đòi lại thôi, đúng không quý vị? Chân lý mà, làm sao mà đẩy tôi tới chân tường được. Tôi đẹp như thế này mà biểu tôi xấu, sao xấu được. Thậm chí là trời ơi, ở trên mạng á có những cái tấm hình mà tôi nhìn tôi hết hồn, tôi tưởng ngoại tôi không. Trời ơi, tại sao cố tình cái là dùng cái hình ảnh mà cào 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 ra, trời nhìn mặt tôi ghê quá quý vị ơi. Và anh chị làm ơn á, mà cắt YouTube á thì phải cắt cái khoảnh khắc nào mà cho nó đẹp, cho nó tự nhiên chút, mấy anh chị cắt những khoảnh khắc nhìn thấy nó phản cảm quá.